Hân ngỡ ngàng khi đối tượng là một thanh niên mặt búng ra sữa. Thế nhưng hắn luôn mồm xưng anh và gọi cô là em. Hân quen Khương trên một trang web hẹn hò online. Tất cả khởi đầu từ một đoạn giới thiệu mang đầy tính khiêu khích. Trần Lê Ngọc Hân, viết lách tự do, sinh năm 1974, tuổi Dần. Ai không sợ bị thịt thì cứ nhào vô. 3 ngày sau, khi đăng 2 câu giới thiệu ấy, Hân nhận được rất nhiều thư, nhưng cô khá ấn tượng trước một lá thư khiêu khích không kém trong hộp email. Nguyễn Đăng Khương, thiết kế nội thất, tuổi Mèo. Mèo là chú của cọp nên không sợ bị thịt, sẵn sàng nhào vô. Đọc email, Hân khinh khỉnh. Nhỏ hơn mình tuổi à? Cũng không đến nỗi. Thế nhưng Khương chỉ mới 20 thanh xuân, thua Hân tận 13 tuổi, vẫn đang học đại học. Cũng là mèo, nhưng đi sau Hân hơn một con giáp. Buổi hẹn hò offline đầu tiên ở hẹn quán cà phê yêu thích của Hân, nhìn khuôn mặt búng ra sữa của Khương, Hân suýt té ghế. Em trêu tôi đấy à? Hân gằn giọng. Khương tỉnh queo. Ban đầu định là vậy, nhưng giờ thì không. Chị đẹp hơn em nghĩ. Hân xô ghế đứng dậy, quay đi không thèm ngó lại. Thế nhưng Khương không dễ bảo như Hân nghĩ. Một tháng sau buổi hẹn hò thất bại ấy, Khương xuất hiện trước mặt Hân, cũng tại hẹn, với dáng vẻ hoàn toàn khác. Tóc húi cua, hàm râu quai nón gọn gàng, vóc dáng cao ráo, săn chắc, nổi bật trong chiếc áo pull màu đỏ vàng và chiếc quần bò bạc thếch. Trước ánh mắt sững sờ của Hân, Khương nhè răng. Sao? Bây giờ tôi xưng anh với Hân được chưa? Hân tự rủa xả tại sao mình lại để lộ cho hắn biết nơi mình hay đến. Cô đốt chát ngay. Trừ khi em tẩy được giấy khai sinh. Giấy tờ không quan trọng. Một người làm việc tự do chẳng bao giờ ký hợp đồng như em. Hẳn phải hiểu điều đấy chứ. Khương đốt chát lại. Nhưng như vậy không có nghĩa em có thể lớn bằng tôi, Hân phản bác. Khương gần cổ cãi. Cũng không có nghĩa là anh nhỏ hơn em, phải không? Thôi thì em cứ xem như anh là một con mèo, còn em là một con cọp, bỏ qua chuyện tuổi tác, được không? Chị không dành để chơi với em, nhóc à? Vậy có dành để yêu không? Không, chỉ dành để cưới thôi. Khương im lặng. Hân vẫn giữ gương mặt điềm tĩnh, nhưng trong bụng hò reo chiến thắng. Đàn ông, ai cũng vậy. Nghe đám cưới, rụt vòi. Huống chi Khương chỉ mới 20 tuổi, còn thích bay nhảy. Thật tình Hân cũng thấy tiếc cậu chàng trai trẻ đẹp, nhưng giá nhân 20 cho 2 thì cơ may. Đột ngột Khương lên tiếng. Em hứa đấy nhé, dành để cưới. Ghi cho anh cái địa chỉ nhà em, mai anh sang nhà hỏi cưới. Hân xa sầm nét mặt. Đùa đủ rồi đấy chứ, cậu làm tôi bực mình rồi đấy. Khương vẫn kiên nhẫn. Người ta bảo con gái tuổi Dần thường lấy chồng muộn, nếu lấy chồng sớm thế nào cũng quá muộn. Em bây giờ lấy chồng được rồi, anh cũng không sợ bị em khắc chết. Hân bật cười. Không thể nghĩ ra thêm lý do xua đuổi con mèo si tình từ trên trời rơi xuống này. Vậy là yêu nhau. Một ngày mưa, Hân nằm cuộn tròn trong tấm chăn mỏng, gối đầu lên ngực Khương thì thầm. Em muốn sinh con. Khương ngái ngủ. Bao giờ? Ngay bây giờ. Em muốn làm tình, không dùng bao cao su. Khương giật mình, tỉnh cả ngủ, mắt mở to. Em đùa à? Không, em nói thật. Em đã hơn 30 tuổi rồi, cũng đã đến lúc sinh con. Khương im lặng. Hân lại tiếp. Anh không cần lo đâu. Em tôn thờ chủ nghĩa độc thân nên chỉ muốn sinh con chứ chẳng ràng buộc trách nhiệm gì cả. Nếu thích anh có thể đến thăm con, không thì thôi. Em chẳng mang con đến để mè nheo hay làm phiền anh đâu. Khương vẫn im lặng. Chắc lại sắp vùng ra gòi chăn và bỏ chạy. Rồng hay mèo hay ngựa thì cũng nhát như nhau cả. Ôi đàn ông. Hân nghĩ một cách cá thán. Trải qua vài ba mối tình, Hân không còn ngạc nhiên hay đau lòng trước phản ứng hiện giờ của Khương. Những người tình trước của cô có say đắm đến mấy
cũng bỏ chạy khi nghe đến chuyện sinh con. Khương bước ra khỏi trang thật, nhưng không khoác áo và rời khỏi phòng như những anh chàng khác. Anh lặng lẽ rút thuốc hồi lâu rồi bảo: "Mình cưới nhé." Hân tưởng mình nghe lầm. "Sao?" Khương quay lại nhìn cô cười dịu dàng. "Đám cưới, anh nói là mình đám cưới." Đến lượt Hân im lặng. Cô chưa lường trước tình huống này. Nhìn vẻ mặt của Khương, Hân biết anh không đùa. Hân khinh khỉnh: "Anh không cần vì đứa con mà phải cưới cả cô vợ già đâu. Em nói rồi, em tôn thờ chủ nghĩa độc thân." Khương bật cười, dụi đầu vào ngực Hân. "Anh không vì đứa con mà cưới em. Anh muốn dùng đám cưới để hợp thức hóa mong ước sinh con của em. Không được sao? Bỏ quách cái chủ nghĩa độc thân của em đi. Cũng đã đến lúc em cần có một gia đình đúng nghĩa rồi đấy cưng." Và anh hôn cô thật nồng nàn. Khương nói là làm, nên ngay tuần sau anh đưa cô về ra mắt mẹ và xin cưới. Bố Khương mất từ khi anh còn rất nhỏ, nhà chỉ có hai mẹ con. Mẹ Khương đón Hân bằng ánh mắt sắc sảo và chút lạnh lùng. Khương chỉ mới 21 tuổi, chưa đến lúc lập gia đình. Bà tự hỏi ở cô gái này có điều gì khiến con trai mình si mê đến vậy. Hân giận người khi mẹ Khương đưa mắt chiếu tướng cô từ đầu đến chân. Cô chưa từng biết sợ ai hay điều gì, nhưng giờ đây tim cô đập rất mạnh. Rõ ràng mẹ Khương không nhìn những trở ngại mà Hân từng đối đầu. Sau mấy phút căng thẳng, bà tằng tằng hỏi cô: "Cháu là người ở đâu?" "Dạ, cháu sinh ra ở Sài Gòn, nhưng cả nhà cháu đã qua Mỹ định cư, chỉ còn mình cháu ở đây thôi ạ." "Sao cháu không đi theo họ?" "Dạ, tại vì cháu thích ở Việt Nam." Hân đáp hơi khiên cưỡng. Không lý nào lại nói với mẹ chồng tương lai rằng mình ở lại Việt Nam lúc ấy chẳng qua vì một mối tình với một anh chàng kiến trúc sư. "Cháu bao nhiêu tuổi rồi?" Hân lúng túng. Yêu Khương đã hơn một năm, nhưng cô vẫn ngại khi thú nhận với ai đó rằng cô hơn anh 13 tuổi. Dù sau khi Khương nỗ lực thay đổi ngoại hình, chồng cô cũng chẳng đến nỗi già hơn anh. Ngay lập tức Khương đỡ lời cho người yêu: "Dạ, cô ấy tuổi dần ạ." Gương mặt mẹ Khương bỗng biến sắc, bà gằn giọng: "Tuổi dần thì không được, không cưới xin gì cả." Khương thẳng thốt: "Sao vậy mẹ?" "Sao chăng gì, con gái tuổi dần lấy chồng sớm, có số sát phu, con thừa biết mà." "Trời ơi, đó chỉ là chuyện vớ vẩn, sao mẹ tin được?" "Không vớ vẩn, nếu muốn, hai đứa chờ 10 năm sau, bước qua tuổi 30 rồi cưới." Mẹ Khương nói với giọng đắc thắng, bà thừa biết chẳng đứa con gái nào chịu điều kiện vô lý như thế. Khương cũng đắc thắng đáp, mà quên mất điều mình đang cố giấu. "Cô ấy đã qua 30 tuổi rồi mẹ ơi." Nhìn đôi mắt mở to của mẹ Khương lúc ấy, Hân rên thầm trong bụng: "Thôi rồi." Sau ngày hôm ấy, sóng gió phủ chụp lên mối tình của họ. Mẹ Khương kiên quyết phản đối, thậm chí lấy cái chết đe dọa. Khương cố gắng thuyết phục mẹ nhưng vô ích. Sợ Hân buồn, anh khuyên cô kiên nhẫn cho anh thêm thời gian. Trước mặt Khương, Hân luôn tỏ ra điềm tĩnh, nhưng về đêm, cô ôm gối khóc. Đã lâu lắm rồi, từ sau mối tình đầu tan vỡ, cũng bởi định kiến tuổi dần, Hân mới khóc vì một người đàn ông. Nửa năm sau, mẹ Khương tìm gặp Hân. Cô hẹn bà ở hè vào ngày 28 Tết, ngày làm việc cuối cùng trước Tết Nguyên Đán của quán. Năm nào cũng vậy, quán luôn đóng cửa vào ngày 28 Tết và khai trương ngày 4. Hân vẫn còn nhớ ngày đầu tiên mình lồng tay vào tay Khương lúc 28 Tết. Quán nằm cuối một con hẻm nhỏ, yên tĩnh giữa trung tâm thành phố sầm uất. Người không biết khó có thể tìm ra quán giữa những con phố ngoằn ngoèo và chi chít những bàn cờ. Hèn nhỏ, có chưa đến 5 cái bàn, nhưng nhờ vậy mà tuyệt đối yên tĩnh. Hân vẫn thường một mình đến đây với chiếc laptop, ngồi vào chiếc bàn kê sát ô cửa sổ trắng và gõ lóc cóc viết bài. Và giờ đây cô cũng đang ngồi trên chiếc bàn ấy đối diện với mẹ Khương. Mẹ Khương mở đầu câu chuyện một cách nhẹ nhàng: "Cháu có thật sự muốn làm con dâu của bác không?"
Hân im lặng, cân nhắc hồi lâu và khẽ đáp. Cháu thật sự muốn làm vợ của anh Khương, cháu mong bác đồng ý. Vẫn giữ vẻ tự nhiên, bà hỏi, cháu nghĩ Khương muốn cưới cháu vì điều gì? Hân im lặng, cô muốn trả lời vì tình yêu nhưng không hiểu sao không thể thốt nên lời. Mẹ Khương mỉm cười ý nhỉ, cháu không đủ can đảm để trả lời vì tình yêu đúng không? Hân mím chặt môi, bác muốn nói gì ạ? Mẹ Khương vẫn điềm tĩnh, bác muốn cháu chủ động rời xa Khương trong một năm, không liên lạc, không giải thích bất kỳ điều gì cả. Nếu nó thật sự yêu cháu, nó sẽ vượt qua khoảng thời gian ấy và sẵn lòng chờ cháu về. Khi ấy bác sẽ không còn phản đối chuyện đám cưới nữa. Còn ngược lại, tình cảm hiện giờ nó dành cho cháu chỉ là đam mê nhất thời và hai đứa nên kết thúc. Bác đang thắc mắc liệu cháu có thật sự tin Khương yêu mình hay chỉ đang say mê một phụ nữ từng trải và có chút nhan sắc. Sao, cháu có tự tin để thử không? Bằng những nhận xét tinh tế của mình, bà thừa hiểu Hân là một cô gái ngang tàng và có lòng tự tôn rất cao. Bà biết mình đã đánh trúng đòn và chắc chắn Hân sẽ đồng ý. Một cách chậm chạp, Hân khẳng định lại điều bà đang nghĩ. Quyết định như vậy bác nhé. Một năm trôi qua, Hân đang ngồi trên taxi đến hẹn. Cây kim giờ trên tay của cô đang nhích dần đến số 11. Đêm đã khuya nhưng Sài Gòn vẫn chưa muốn ngủ. Hôm nay là 28 Tết. Lại là ngày 28, không biết nên yêu thương hay nguyền rủa nó đây. Hân vừa nghĩ vừa mông lung. Không khí hội hè phủ khắp nơi nhưng lòng Hân trống rỗng. Cô vừa mong gặp lại Khương, vừa sợ mình sẽ thất vọng. Một năm qua giữ đúng lời hứa với mẹ Khương, Hân bẻ xin điện thoại, thay đổi chỗ ở, đóng cửa Facebook, không đến hẹn hay bất cứ nơi nào mà Khương có thể tìm đến. Cô vác ba lô đi khắp nơi, từ Đà Lạt, Nha Trang, Hà Nội đến Sapa. Cô đi vừa là để viết bài, vừa là để quên đi nỗi cô đơn đang giày vò mình. Hân biết ở Sài Gòn, Khương đang điên cuồng tìm cô. Hân đau lòng khi nghĩ đến Khương mặt hốc hác và đôi má trũng sâu của anh. Ngày nào Khương cũng gửi email cho Hân và đăng trên Facebook lời van xin tha thiết. Hân, em đang ở đâu? Đừng tránh mặt anh nữa. Hân đọc hết nhưng im lặng. Cô chỉ biết động viên chính mình và đánh dấu chéo vào quyển lịch cầm tay mỗi khi ngày trôi qua. Đã có lúc Hân tưởng mình bỏ cuộc khi những email của Khương thưa dần rồi mất hẳn. Dòng chữ tha thiết trên Facebook đã được thay bằng những câu cập nhật cuộc sống đời thường của anh. Thỉnh thoảng Khương lại khoe những tấm hình anh đi chụp du lịch ở đâu đó, vây quanh anh luôn là những cô gái xinh đẹp và trẻ trung. Hình ảnh đó làm Hân vừa ghen vừa có cảm tưởng như mình bị xóa sổ vào cuộc đời của Khương. Những lúc ấy Hân ngồi im lặng trước laptop và nhếch mép đàn ông. Nhưng nước mắt lại rơi trên má cô nóng hổi. Hân quệt ngay đi. Dù gì đây cũng không phải là lần đầu tiên cô không được lựa chọn. Là con gái tuổi dần, Hân đã khá quen với điều này. Người tình đầu tiên của Hân cũng không thể vượt qua nổi định kiến của gia đình và bỏ rơi cô chỉ vì hai chữ tuổi dần. Với những người tình sau, Hân chẳng bao giờ đặt quá nhiều hy vọng vào họ, rồi cũng như nhau cả thôi. Thế nhưng lần này khác, Hân biết mình yêu Khương, yêu thật sự kể từ sau mối tình, nên cô không thể dễ dàng bỏ cuộc. Máy bay già thì đã sao? Tuổi dần thì đã sao? Chẳng lẽ cô không được quyền yêu như bao người phụ nữ khác? Và Hân vẫn ôm ấp một hy vọng nhỏ nhoi, vẫn đánh dấu chéo vào quyển lịch cầm tay mỗi ngày trôi qua. Cô chờ ngày được gặp lại Khương. Chiếc taxi đỗ trước con hẻm cắt ngang những dòng suy nghĩ của Hân. Cô thanh toán cước phí rồi lặng lẽ bước chân trên con đường lồi lõm quen thuộc. Bây giờ đã là 11 giờ rưỡi đêm 28 Tết và cô đến hẹn. Nếu thật sự yêu và còn nhớ Hân, Khương chắc chắn đang đợi cô ở đây, ít nhất là qua 12 giờ đêm nay. Hẹn không khác gì một năm trước mấy. Vẫn một mảng tường trắng in đầy những dấu tay sơn bằng đủ màu của các vị khách. Vẫn những chiếc bàn gỗ mộc mạc
được lau chùi sạch sẽ đến bóng loáng. Vẫn những cây mai nhỏ xíu đặt trên bàn và những phong bì lì xì đỏ, đính lục lạc đong đưa reo vui bên ô cửa sổ. Hân đưa mắt tìm kiếm chiếc bàn kê sát ô cửa sổ trắng. Tim cô như rơi tõm xuống, chiếc bàn trống không. Hân đưa mắt nhìn quanh, cả quán vẫn còn lác đác dăm ba vị khách, nhưng tuyệt nhiên không có người cô muốn tìm. Hân tưởng như mình không đứng vững, một cơn khó thở dâng lên khiến tim Hân đau thắt. Cô ôm lấy lồng ngực, lê chân khó nhọc về phía chiếc bàn quen thuộc và gọi một ly cappuccino. Mọi vật trước mắt cô nhòe đi, Hân biết mình đang khóc. Cô quẹt nước mắt và cố gượng cười với cô phục vụ, nhưng nụ cười của cô phản chiếu xuống vệt nước trên mặt bàn, trông méo mó và thảm hại như nụ cười của anh hề vào ngày rạp xiếc vắng khách. Cô phục vụ ái ngại hỏi, chị không sao chứ? Hân lắc đầu, cố pha trò, không, chỉ là tôi có hẹn với một người quan trọng nhưng lại bị cho leo cây. Cô phục vụ vỗ tay lên trán, à, thì ra là chị. Rồi quay qua đi về phía quầy bar. Cô gái trở lại với một chiếc MP3 và bảo, sáng nay có một anh chàng cũng nói câu tương tự như chị vậy. Anh ấy nhờ tôi trao thứ này cho chị. Hân đón chiếc máy từ tay cô phục vụ, tim cô đập mạnh điên hồn, tay run run. Cô gắn tai nghe và nhấn nút play. Giọng Khương vang lên trầm ấm như đang ở thật gần. Em đang khóc vì anh đã không đến, có phải không? Anh đã chờ em suốt một năm qua ở Hen, và lần nào anh cũng thất vọng quay về. Anh liên lạc với em bằng mọi cách nhưng vô ích. Anh biết em vẫn quan sát anh từng ngày. Anh van xin em rồi khiêu khích em trên Facebook để em xuất hiện, nhưng tất cả đều công cốc. Anh tự hỏi mình đã làm gì sai để em phải xa lánh anh như vậy. Sáng nay đến quán từ rất sớm và chờ em đến tận trưa, em vẫn mất hút. Anh thật sự không đủ kiên nhẫn nữa. Khi em nghe được những lời này, anh đã ngồi trên máy bay sang Pháp. Anh sẽ làm việc ở đó trong 3 năm và có thể lâu hơn. Có lẽ chúng ta không còn gặp lại nhau. Chúc em hạnh phúc. Những lời cuối cùng của Khương như nhòe đi, hai tay Hân bùng lùng. Cô ngồi như phỗng, rồi đột nhiên đứng bật dậy. Không thể như thế, mình phải ra sân bay ngay. Hân hốt hoảng vùng chạy. Cô va mạnh vào chiếc bàn và đánh đổ ly cappuccino. Dòng cà phê nóng đổ trên tay cô nhức nhuốc, nhưng Hân không quan tâm. Cô lúng quính chạy đi, nhưng vấp phải chiếc ghế và ngã sõng soài. Mình và Khương không thể kết thúc như vậy được, không thể. Hân bật khóc, ngon lành như một đứa trẻ. Chợt một đôi tay mạnh mẽ nâng cô dậy và ôm siết cô vào lòng. Mùi da thịt quen thuộc khiến Hân như bừng tỉnh, trước khi Hân cập kịp nhận ra điều gì đang xảy ra. Một nụ hôn nồng nàn gắn chặt lên môi cô và giọng Khương thì thầm, em là con cọp mà sao nhanh thưa thế? Anh mới chơi một tí đã khóc rồi, vậy mà nữ bỏ anh đi suốt một năm. Hân lắp bắp, ơ, anh, không phải. Khương mỉm cười dịu dàng, anh chẳng đi đâu cả, có đi cũng phải tha con tọp này của anh đi cùng. Anh chờ em ở đây suốt một năm qua, em ác lắm, thỏa thuận với mẹ anh mà chẳng nói với anh câu nào. Anh biết hết rồi sao? Sáng nay mẹ đã kể cho anh nghe và dặn anh phải đến đây đón em. Mẹ biết chúng ta yêu thương nhau thật lòng nên không phản đối nữa. Về nhà thôi em, mẹ đã làm thức ăn khuya chờ con dâu tương lai về đó. Hân cứ tưởng như mình đang mơ. Cô khẽ rụi đầu vào ngực Khương, miệng cười và mắt đỏ hoe. Những bao lì xì đỏ đính lục lạc đang đong đưa reo vui như chia sẻ niềm hạnh phúc cùng họ. Mùa xuân đã ở khắp mọi nơi. Các bạn đang nghe truyện ngắn audio trực tuyến trên kênh YouTube Truyện Hay. Hãy nhấn theo dõi kênh để cập nhật những truyện ngắn hay nhất hàng ngày nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong truyện sắp tới. Chúc các bạn nhiều niềm vui và hạnh phúc.